Chào các bác nhé, hôm nay em soạn được một đống máy chết, xác máy nha. Cái đống này thì chắc nó cũng nhiều máy đấy. Thì bây giờ em sẽ đếm máy và sẽ báo giá các bác luôn nha. Đây có cái hơi nước nóng cắt trơn. Đếm này. Một cái này, cửa đĩa này, hai này, máy mài này, ba này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai. Cái máy phun sơn này vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị tắt không ra. 26 này. Còn hai cái máy phun sơn đó là 28. Phun sơn tốt. Cái này bác nào mình về mình có thể mình vệ sinh mình thông nó thì được, nó vẫn chạy bình thường. Đây là 28 máy. Nhà mình nhắm mình lấy đâu này được thì mình lấy nhá, 28 máy. Đây, 28 cái xác máy nhá.